Nam đạo diễn Lê Hoàng ở tuổi 68 khiến dân tình ngã ngửa khi bất ngờ quyết định đi tân trang nhan sắc. Tuy nhiên, dung mạo mới của anh đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người hú hồn khi không nhận ra Lê Hoàng sốc nặng. Mới đây trên các trang mạng xã hội, bất ngờ chia sẻ rầm rộ hình ảnh của đạo diễn Lê Hoàng sau khi can thiệp thẩm mỹ ở tuổi 68. Được biết, đạo diễn nổi tiếng đã thực hiện mở cung chân mày và mở cung môi. Nhiều cư dân mạng nhận xét, sau khi có sự chỉnh sửa trên gương mặt, diện mạo của đạo diễn Lê Hoàng có phần khác lạ một chút. Một số cho rằng Lê Hoàng trông nữ tính đi sau khi làm đẹp. Một số khác bày tỏ sự khó hiểu trước quyết định thay đổi diện mạo ở tuổi 68 của đạo diễn Lê Hoàng. Không chỉ bàn tán về giới tính của đạo diễn Lê Hoàng, nhiều người còn so sánh nam đạo diễn với MC Thanh Bạch, cho rằng cả hai người có những nét tương đồng, giống MC Thanh Bạch nhỉ. Thanh Bạch dắt đi bảo chỗ này làm được lắm. Lê Hoàng Thanh Bạch chúng mình có nhau, không khéo vài bữa nữa công khai chuyện giới liền bây giờ. Trước đó, trên sóng truyền hình, nam đạo diễn đã có thái độ ủng hộ, đồng thời cho biết hành động này cũng có thể mang đến rất nhiều cơ hội cho mọi người, thậm chí thay đổi cả số phận một con người. Phẫu thuật thẩm mỹ là một môn khoa học có tính nhân văn. Phẫu thuật thẩm mỹ mang lại cho rất nhiều người cơ hội mà mọi người không bao giờ tưởng tượng được. Tôi đã tham gia những chương trình gọi là hành trình lột xác, tức là con người khuyết tật đến mức độ nhìn hơi ghê, khiến cả cuộc đời trở nên tăm tối. Khi họ đến đăng ký mà khuôn mặt phải nói là nhìn dị dạng, và sau khi được chỉnh hình, họ trở nên bình thường, thậm chí vô cùng xinh đẹp. Qua đó mới thấy, phẫu thuật thẩm mỹ nó có thể thay đổi số phận của một con người. Trước những lời bàn tán về ngoại hình mới của mình, đạo diễn Lê Hoàng không có phản ứng nào. Lê Hoàng được biết đến từ thập niên 1990 trong vai trò đạo diễn của những bộ phim như Lưỡi Dao, Ai Xui Vạn Lý. Nhưng ông chỉ trở nên thật sự nổi tiếng với bộ phim Gái Nhảy. Những năm trở lại đây, Lê Hoàng đã cầm trịch vai trò MC tại chương trình Người Thứ Ba và góp mặt ở một số chương trình khác. Trước đó, nam đạo diễn này nổi tiếng bởi những phát ngôn thẳng thắn, đôi khi gây tranh cãi gay gắt trên sóng truyền hình và mạng xã hội. Những ý kiến của ông thường đi ngược lại quan điểm truyền thống, khiến nhiều người bất ngờ và phản ứng trái chiều. Mới đây khi xuất hiện trong chương trình Có Hẹn Lúc 22 giờ, đạo diễn Lê Hoàng khiến người xem bất ngờ khi đưa ra quan điểm về việc phụ nữ giữ chồng. Cụ thể, ông chia sẻ, chừng nào các bà vợ còn không làm những điều các cô gái làng chưa làm, chừng đó những người đàn ông còn có sự xấu xa bên ngoài. Câu đó tôi thấy cũng 5 năm thôi, không phải đúng lắm, nhưng nói ra mình cũng ngượng. Phát ngôn này của Lê Hoàng tạo nên làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng việc so sánh vợ với gái làng chơi là điều không thể chấp nhận. Đó là chưa kể đến chuyện trong đời sống hôn nhân, giữ gìn hạnh phúc là trách nhiệm của cả hai, chứ không thể đổ lỗi cho phụ nữ. Trong số phát sóng khác, khi bàn về chuyện ngoại tình của đàn ông, Lê Hoàng đưa ra ví dụ, phái mạnh gặp được người phụ nữ khiến họ mê, dù cả đời cứng rắn nhưng khi đó lại rung động, hay những cuộc ngoại tình ở nước ngoài thì khi về nước lại được trong sạch như thường. Lê Hoàng bày tỏ, có rất nhiều kiểu ngoại tình và có những kiểu mình cảm thấy nó cũng không tội lỗi lắm. Tuy nhiên, quan điểm của đạo diễn Gái Nhảy lại không được lòng mọi người, thậm chí khách mời trong chương trình này phải lên tiếng, ngoại tình mà nói là không tội lỗi thì quá sai rồi.